chèo thuyền suốt mấy tuần rồi mà sao chưa tìm được cái vùng đất thích hợp nào để ở vậy trời. Không biết khi nào mới tới nơi đây. Chèo suốt nhòn nhỏ mấy ngày mấy đêm mà chưa được ngủ nghỉ ngơi hết trơn, mà vẫn chưa tìm được cái vùng đất nào hợp ý mình hết trơn á. Và ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Minh. Và mình là Kuma. Và ok mấy bạn ơi, thì cái map sinh tồn cũ của Kuma do một tí trục trặc cũ, cho nên cái map nó đã bị hư. Và bây giờ Kuma phải đi tìm một cái map mới để Kuma sinh tồn cho bạn coi nè. Trời ơi, công suất sinh tồn của tôi bao lâu nay mà bây giờ nó tan tành mây khói hết rồi. Mà giờ dù có than hay là trách gì nữa cũng đâu có thể nào mà khôi phục lại được cái map đó đâu. Cho nên thôi, bây giờ Kuma đang lên thuyền và tìm kiếm một vùng đất mới để Kuma có thể bắt đầu lại từ đầu các bạn. Và tôi đi nãy giờ tôi chưa tìm được cái vùng đất nào thích hợp với tôi á. À, hình như bên đây có người nè. Bên đây có cái người này, ta cập bến vô hỏi, vô hỏi thăm. Trời ơi, còn chân trời gì nữa, thấy người đâu phải tập chưa đi. Đó, cập bến vô, rồi leo xuống. Đó, không mà sao đây có sẵn cái bến tài cho mình vậy. Có nghĩa là cái vùng đất này biết mình tới đây cho nên xây sẵn cái bến tài chờ đón mình luôn rồi mấy bạn. Ồ, chuẩn bị chu đáo quá. Và ở đây có một con gà. Ông mang theo một cái túi khá là bự và khá là nặng nhỉ. Và ông có tên là Macau. Để dọn cỏ xung quanh để thể nhìn thấy mặt ông cái đã. Đây. Hello ông, chào ông nha. Chào người lạ người. Ủa, ở cái này hình như ông ghi sai chính tả nè ông ơi. Người lạ chứ phải là người lại. Người lạ, ông ghi sai chính tả rồi nè. Xin chào ông nha. Nhìn ngươi lạ lắm. Ngươi không phải là người ở đây đúng không? Đúng rồi ông ơi. Con là từ phương xa đến đây chứ không phải là con người ở đây. Và ở con ở một nơi, phải nói là nó ở một nơi không gọi là nói chung là xa, con khó mà giải thích được cho ông biết. Đây là vùng đất hứa, có tên là Miniwood. Ồ, vậy này cái này là một cái vùng đất hứa đúng không? Mà thường thường người ta nói cái cụm từ vùng đất hứa này là một cái vùng rất là giàu tài nguyên phong phú nha các bạn. Ở đây phải nói là thiên nhiên ban tặng, phải nói là nước, điện, khoáng sản, tài nguyên, lương thực, thực phẩm rất là nhiều luôn, không thiếu thốn gì luôn á. Vậy thì bây giờ cháu có thể ở đây được không? Tại vì ở cái chỗ trước mà cháu ở á, nó do một số trục trặc kỹ thuật một tí, cho nên bây giờ nó trở thành một nơi không thể nào ở được nữa rồi. Cho nên bây giờ cháu mới đi tìm một cái vùng đất mới. Vậy ở đây là một cái vùng đất mới, vậy bây giờ cháu có thể ở đây được không? Tất nhiên là được. Nhưng gì không? Bộ cháu không được ở đây hả? Hay là sao? À, không có gì đâu. Cháu có thể ở đây. Bây giờ ta đi đây. Vậy thôi, cảm ơn ông đã cho cháu biết một số thông tin về cái vùng đất này nha. Tạm biệt ông. Mà khoan. Sao vậy ông? Ta có một số món đồ có thể giúp cậu trong sinh tồn đấy. Vậy luôn hả? Trời ơi, cháu ông nhiều lắm luôn nha. Cháu vừa mới lộn đây, cháu đi tay không tới đây nè. Cháu đang lo lắng, không biết làm sao mình có thể có rìu để chặt cổ nè. Trời ơi. Cháu ông nhiều nha. Đây. Ông cho mình không nhận là rìu, cúp bánh mì nữa nè mấy bạn, mà toàn là đồ thắt không nha. Trời ơi, công nhận ông tốt ghê luôn á, cháu cảm ơn ông nhiều nha. Nhờ mấy món đồ của ông mà giờ cháu có thể khởi đầu một cái tinh tồn mà có thể là, phải nói sao ta, cái này mình phải dùng từ sao ta, bắt đầu một cách dễ dàng á. Cháu cảm ơn ông nhiều nha. Không có gì, ta đi đây. Ok, bye bye ông nhiều, bye bye ông nha. Ok mấy bạn ạ, thì sau khi ông Macau đó cho mình đồ thì ông đó đã nếu tiêu rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ khám phá xung quanh ở đây cái. Không hiểu sao luôn, ở đây biết mình tới đây hay sao, mình xây sẵn cái bến tài sẵn rồi phải không? Chu đáo thiệt tình. Mà ở đây cỏ hơi bị nhiều ha. Cái vùng đất này nước mà. Mình ở cái bên vùng lá đỏ nè mấy bạn. Tiện lợi cho mình ghê luôn á, không hiểu. Tự nhiên đi đâu chèo thuyền suốt, phải nói là cả tuần lễ liền luôn mới tới được đây. Không uổng một tuần mình chèo thuyền ha. Trời ơi, đây có cái hồ nước nhỏ nè, mà sao trong đây không có cá? Ở trong đây không có cá, để mình bắt cá mình thả vô đây bỏ sao nha. Ở bên đây thêm một cái hồ nước nè, hồ nước bên đây có cá luôn. Hai hồ nước hoàn toàn không có cá luôn. Ok, chắc không sao, mình sẽ ra ngoài bên biển mình kia kẹp mình bắt mình bỏ vô sao. Ở đây có mấy cái lọ nè. Bây giờ mình phải đi tham quan hết mấy cái chỗ này mấy bạn ơi. Ủa, ở đằng đây có cái người nằm đỏ đứng kìa mấy bạn. Xem người này là ai vậy? Hello cậu ơi. Hey, cậu ơi cậu đứng đây chi vậy? Cái người này là cái người buôn bán rổ mấy bạn ơi. Nè, rổ cây ăn quả nè,
đổi 32 cái này là cái gì vậy? Đá hả ta? Đá này đá gì ta? Ủa không những cái bằng đá còn đổi mũi khoan nè. Mũi khoan là đổi 3 khối sắt. Ủa chứ gì? Cưa xích là đổi 3 khối sắt. Còn gỗ thì là đổi 32 cục đá gì đây nè. Mình không biết đá này đá gì nữa. Mình đã đi đào thử cục đá rồi. À đây à. Thì ra các bạn này là các bạn bán đồ. Ủa mà sao chưa? Bên đây có một căn nhà nhỏ nè. Mình đi khám phá là căn nhà có gì vậy? Thôi nhà này trang thức đầy đủ luôn nè. Ôi ôi. Ôi chị thôi mình ở đây đi, mình khỏi nhà các bạn thôi. Bây giờ tạm thời thì mình sẽ lấy cái nhà, cái nhà này bằng cái nhà của mình nha mấy bạn. Nhà này trang trí nội thất đầy đủ luôn nè. Ôi có dụng cụ nữa nè, dụng cụ sinh tồn nữa nè. Ôi vậy thôi ngại ngùng gì mà không ở đây nữa. Ok thì bây giờ mình sẽ tạm thời lấy ngôi nhà này để bắt đầu cái nguồn khởi động sinh tồn của mình nha mấy bạn. Đó ok. Ở đây thì có người buôn bán gỗ rồi nè. Để mình xem có cái loại đá này loại đá gì mình đi đào mình đổi gỗ. Thôi để chặt gỗ chứ cho tàn phá thiên nhiên. Rồi xung quanh đây còn có gì nữa không ta? Thì bên đây có một cái sa mạc nè. Còn bên đây là đường đá đỏ rồi. Phải nói mình có nên đi vô không ta? Bây giờ mình chưa có giáp giết gì hết trơn mà mình đi vô là ở đâu mình gặp mình quái thì sao? Ta để bước vô xem coi. Xem trong đường đá đỏ này nó như thế nào. Nhìn sơ qua cái đường bên đây, cái đường đá đỏ này nó không lớn lắm mấy bạn. Ủa mới đây trời mưa luôn rồi. Tính ra là mình mới đi chưa được bao lâu hết mà trời mưa rồi. Trời ơi. Thời đầu này thời tiết không được đẹp cho lắm. Nhưng mà sao mới qua cái vùng đất này đã được một người đứng chào đón và cho một số dụng cụ ở đây. Là thấy cũng được. Và ở đây thì có một cái người đổi gỗ nè các bạn. Đó cho nên nhờ vào cái người đổi gỗ này chúng ta sẽ hạn chế phá cây rừng thôi các bạn. Chúng ta chỉ cần đi đào đá thôi để đổi gỗ thôi. Mà không biết đá này đá gì nữa để tìm hiểu sao mới được. Ở đây có con heo nữa nè. Bên kia thì như là sa mạc. Ủa vậy là ở khu này là gần cái rừng đá đỏ là sa mạc đúng không hả? Ừ. Đẹp thì hình khá đẹp chứ bộ. À đây có một con cù nữa nè. Và ở đây còn có một cái nhà cho mình nữa nè. Không biết cái nhà này của ai mấy bạn ơi. Mà thôi, nhà của ai không quan trọng. Quan trọng là mình đã vô ở rồi, đã trở thành nhà của mình. Đó, thi lượng ưu tích của khu ma. Thì ok. Mình sẽ lấy cái vùng đất này. Mình sẽ lấy cái vùng đất này để mình làm nơi sinh tồn bắt đầu lại từ đầu các bạn ạ. Chứ cái mắt sinh tồn cũ của mình á, cái mắt sinh tồn mà các bạn xem nè, mình làm clip sinh tồn ấy, thì do một chút kịch trật kỹ thuật á thì nó đã bị lỗi. Đó. Thật sự là mình cũng không muốn bỏ cái mắt ở đâu, tại vì cái mắt là cái mắt công sức của mình. Nhưng mà bây giờ mình khôi phục lại hết được rồi các bạn ơi, cho nên mình bắt buộc phải bỏ cái con mắt đó mà mình phải đi tìm một con mắt khác để mình có thể bắt đầu sinh tồn lại cho các bạn xem. Và đây chính là con mắt sinh tồn mới của mình đây. Và đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ con số 0 thôi các bạn ạ. Thì bây giờ trời cũng mưa to rồi nên mình đi vô nhà thôi chứ đứng đây chắc họ cảm lạnh chứ. Ok, mình đi vô nhà. Ha 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 ha.